bão Matthew tạt vào bờ biển Atlantic của tiểu bang Florida vào sáng sớm ngày thứ Sáu, làm đổ cây cối vào nhà dân và làm khoảng nửa triệu căn nhà bị mất điện, nhưng không gây ra các thiệt hại lớn lao cho khu vực đông đúc dân cư như đã lo sợ. Tuy nhiên, giới hữu trách cảnh báo rằng tình trạng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt với hàng trăm dặm bờ biển ở các tiểu bang Florida, Georgia và South Carolina hiện vẫn còn bị đe dọa bởi các trận mưa tầm tã và sóng lớn tràn vào bờ, khi trận bão lớn nhất vùng bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ từ hơn một thập niên này từ từ tiến về phía Bắc. Giới chức khí tượng cũng cho hay là bão Matthew vẫn còn có thể di chuyển hướng để quay sâu vào trong đất liền. Trong khi đó, thì những thiệt hại do Matthew gây ra khi tiến qua vùng Caribbean này đã được thấy rõ ràng hơn. Với các giới chức ở Haiti, nâng tổng số người thiệt mạng lên đến gần 300 người, trong khi cũng cho biết rằng vẫn còn nhiều thi thể khác chưa được thu hồi. Tại Florida, thì bão Matthew được giảm một nấc xuống còn bão cấp 3, với tâm bão ở ngay ngoài khơi, trong khi tiến về phía bắc, dọc theo bờ biển, giúp các cộng đồng dân tư không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sức gió lên đến 120 dặm một giờ vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương thì Matthew ở cách uh, Dayton Beach chừng 35 dặm về phía đông bắc và khoảng 95 dặm về phía đông nam của Jacksonville khoảng 500.000 người đã được yêu cầu di tản khỏi vùng Jacksonville và khoảng nửa triệu người khác được yêu cầu di tản ở Georgia trong khoảng thời gian trước khi bão tới thì có khoảng 2 triệu người khắp vùng đông nam nước Mỹ đã được yêu cầu di tản Nói chung, thể bảo mơ theo phần lớn chỉ tạt ngang qua Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach là các khu vực có khoảng hơn 6 triệu dân sinh sống và đi sát vào bờ biển ở phía Bắc, nơi có các thành phố như Vero Beach, Delano Beach, Cape Canaveral, Stan Augustine và Jacksonville.